các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã tái khẳng định cam kết đảm bảo thực thi đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, gọi tắt là RCEP. Cam kết trên được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị hẹp các bộ trưởng ngoại giao ASEAN, gọi tắt AMMR, trực tiếp và trực tuyến tại Phnom Penh, Campuchia. Bộ trưởng ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN được khích lệ trước việc Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2022 và tái khẳng định cam kết đảm bảo thực thi đầy đủ và hiệu quả thỏa thuận này nhằm tăng cường sức hút của ASEAN về thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài RCEP, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN cũng đã thảo luận cách thức tăng cường kinh tế khu vực thời hậu đại dịch COVID-19. RCEP là một thỏa thuận thương mại lớn giữa 10 nước thành viên ASEAN và 5 đối tác thương mại chính là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.